Xin chào tất cả anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Còn mình là Nghiêm. Sáng hôm nay mình đang test một chiếc em Yanma 4LM 72 mã lực 3000 tua, hộp số truyền IP20, 2 tua 95 nha. Đây kế bên bay đây là chưa nổ là Yanma LM 80 mã lực. Đây, đang nổ garanti cho kỳ chủ nha. Yanma LM 72 mã lực. Này quay cái tem mặt cho anh xem nè. Yanma 4LM HDS 72 mã lực 3000 tua. Trọng lượng em này khoảng 420 kg nha. Nổ cực kỳ chuẩn luôn, không phơi tắm, không hơi thừa gì cả. Đây là hơi, đây là cái nắp cửa nhớt, kiểm tra hơi kỹ hơn luôn. Anh em nào quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ bấm nhiệt chung đăng ký kênh để nhận thông tin tới ra hàng ngày. Đây hơi rất là mới nha, hơi rất là mới luôn. Bao cho anh là máy có tung đa tốt nha, hơi hám kỳ chuẩn nha. Anh em định về thay nhớt cho nhau mà chạy thôi. Đây số 2 tua 95 luôn, mặc dù số cái dọp sơn sao mà nhập sao cho em vậy thôi, chưa có làm gì cả. Rồi ok, làm ra cho.